Thưa quý vị và các bạn, hiện toàn tỉnh Kiên Giang có hơn 160 di tích và danh lam thắng cảnh, 56 di tích được xếp hạng quốc gia và cấp tỉnh. Trong đó có một di tích quốc gia đặc biệt, 22 di tích cấp quốc gia và 33 di tích cấp tỉnh. Các di tích lịch sử văn hóa danh lam thắng cảnh, lễ hội, phong tục tập quán đã tạo cho Kiên Giang một kho tàng di sản văn hóa mang đặc thù riêng, có sức hấp dẫn rất lớn đối với du khách. Đây chính là nguồn tài nguyên du lịch tiềm năng, bền vững của Kiên Giang để khai thác và phát triển du lịch. Khu di tích danh thắng núi Bình Sang được xem là một địa điểm du lịch hấp dẫn của thành phố Hà Tiên, một địa điểm được du khách cũng như các đơn vị du lịch lữ hành lựa chọn để giới thiệu với du khách khi đến với Hà Tiên. Nơi đây có đền thờ và quần thể lăng mộ dòng họ Mạc và những người có công khai phá, giữ gìn vùng đất Hà Tiên. Đứng trên núi Bình Sang, du khách có thể ngắm được cảnh đẹp Hà Tiên, trong đó có Hà Tiên Thập Vịnh được ghi lại trong lịch sử văn hóa Việt Nam bằng các tác phẩm của thi sĩ Tao Đàn Chiêu Anh Cát. Và ở đây thì khách du lịch thường thường người ta đi đến ở đây đầu tiên là về tâm linh, thành ra phải đến các cái khu di tích này. Ngoài ra thì đã có đi ngoài cái những cái thắng cảnh khu vực Hà Tiên, thì Hà Tiên cũng tương đối có những thắng cảnh đẹp. Để thu hút khách du lịch, thành phố Hà Tiên tổ chức nhiều hoạt động thu hút du khách và duy trì nhiều lễ hội như lễ hội Tao Đàn Chiêu Anh Cát, lễ dỗ Mạc Cửu, lễ dỗ bà cô Năm Mạc Ni Cô. Điểm tham quan đền chùa, miếu thờ nổi tiếng Hà Tiên được thiết kế thành tour theo lộ trình phù hợp với từng đơn vị lữ hành. Ngoài ra, các đơn vị còn kết nối dựa theo nhu cầu tín ngưỡng dân gian của du khách với các địa điểm như đền và miếu thờ Mạc Cửu, chùa Phù Dung, chùa Tam Bảo, miếu Mạc Ni Cô, vân vân. Xem trên mạng ấy, có những cái điểm đến rất là hay, nó cổ xưa để cho trẻ con nó trải nghiệm ấy. Thế thì cậu cũng đưa vào đây chơi, biết đấy, khu này thấy rất là cổ kính, vẫn còn nguyên bản, nguyên sơ. Cái khu di tích này thì hồi chào trước tới giờ thì có cái kỷ niệm á, rồi mình năm nào cũng phải lên giếng gì đó cúng, rồi cái mình đi xong đến chỗ này chỗ kia cái mình đi tắm biển đồ. Thành phố Hà Tiên hiện có 9 di tích, trong đó có 5 di tích được xếp hạng cấp quốc gia và nhiều di tích lịch sử văn hóa và cảnh quan thiên nhiên đặc sắc có sức hấp dẫn du khách. Cảnh quan tươi đẹp, đời sống kinh tế văn hóa phát triển từ rất sớm, Hà Tiên tạo nên một kho tàng di tích văn hóa đồ sộ và phong phú. Cùng với đó là hệ thống đền chùa, miếu thờ, lăng tẩm của Hà Tiên tạo niềm tin tâm linh hướng thiện cho những người dân khi đến với vùng đất này. Đối với thành phố Hà Tiên thì cái đầu tiên nhất là cái khu di tích lịch sử văn hóa của núi Bình Sen, thì trong cái cụm cái núi Bình Sen thì toàn thể mà các cái du khách mà đến Hà Tiên thường ghé thăm viếng lăng mộ cổ rồi đền thờ bà cô Năm, mộ bà cô Năm, thì chúng tôi thì những người trong ban bảo vệ di tích danh thắng núi Bình Sen á là quan tâm trùng tu tôn tạo. Trong những năm qua đó, thì tôi cũng làm xây dựng ba công trình ở đền thờ bà cô Năm, thì ao sen, thì nhà trưng bày, văn phòng làm việc và cái xăng, hệ thống thoát nước, hệ thống chiếu sáng của đền thờ bà. Để khai thác và phát triển du lịch bền vững, cần sự đồng thuận của người dân địa phương trong việc bảo vệ tài nguyên quý giá để khai thác tốt tài nguyên du lịch đặc biệt này. Cùng với đó là sự liên kết chặt chẽ với công ty du lịch, đơn vị lữ hành, xây dựng sản phẩm du lịch thực tế và hiệu quả nhất từ các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, di sản văn hóa phi vật thể của các địa phương trong toàn tỉnh.